video trước chắc là người nhớ rồi ha. Còn năm cái bông này nó thuộc về ai? Cô ấy đang uống liếc liếc, không biết là tại sao mình có năm cái bông này. Chút xíu nữa mình sẽ cũng đang áo mới hả? Hôm nay đọc một mới luôn hả? Để. Hai ngày mấy biết không? Hai ngày mấy? 13, 14 tháng 2. Rồi nói ra là biết liền, là biết là em nó là chưa bao giờ biết ngày 14 đâu. Chưa bao giờ biết ngày 14 tháng 2 đúng không? Lớn 13. Hai ngày mấy rồi Năm? Biết không Năm? Dạ, biết rồi. Ừ. 14 hả? Dạ, hôm nay ngày 14. 14 là ngày gì? 14 là ngày bỏ đi bằng bánh mì ạ. Ông bé này không nhớ ngày mấy luôn nè bà. Bánh mì không quên hết ngày tháng rồi chú ơi. Vậy là chắc chắn là biết là ngày 14 là không có. Không, chưa có giờ có được biết ngày 14 không? Dạ. Một ổ ba rồi, một ổ xíu xíu mại. Dạ. Ba rồi, một xíu mại chị ơi. Hai ổ nha. Nói chứ cũng không biết là cứ nhà Năm Bi có bồ chưa nữa nha. Hả? Đi luôn nha. Em có hơi là có bồ đâu. Chưa là có bồ hả? Có bồ. Cấp 3 có bồ ạ. Bây giờ không có bồ. Nhưng mà cấp 3 chứ đâu có biết ngày 14 tháng 2 là gì đâu. Dạ. Hồi xưa đi uống nước mì á. À, cái thời đó đâu có biết gì đâu. 6-7 năm rồi anh ơi. À. Rồi thôi nè, đấy. Dành cho những người chưa có bồ. Nè mẹ. Này là tặng được đúng không? Hả? Ừ. Nãy người ta đã kiểm dịch rồi. Không, tặng rồi. Tặng đây đó, hỏi mua 5 cái này để gì chi? Là sẽ gặp 5 em gái mà cô đơn đầu tiên thuộc group Điền Quân là tặng đầu tiên gặp hai bánh mì liền. Vô hỏi có cái Trân nè, em đẹp Trân xinh xắn rồi đấy vậy, cũng thế luôn nè. Cái bông này 14 2 nha. Rồi vô lấy sô cô la tặng nữa nè, rồi. Rồi bánh mì giờ này cũng mới hai người đây tặng cho Năm Bi nè. Rồi em cảm ơn anh. Rồi vô kia coi có em nào cũng tặng luôn. Của cô ấy để bà con nghĩ như thế nào. Ủa không biết bên bánh mì kia có mấy bạn bán hả? Dạ hai nữ. Có hai bạn. À quá đẹp. Đây thì còn ba cái. Mà mẹ chú thấy được. Ủa làm sớm nha. Rồi con. Cho chú đi sữa tươi với cà phê đi. Tắt nhạc cho anh. Rồi ok 30.000 có không? Hôm nay ngày mấy mà thấy người ta tao ngoài đường đưa bông quá trời. Dạ, hôm nay ngày 4 tháng 2 chú. 4 tháng 2 hả? Dạ. Ngày gì con? Dạ Valentine. Valentine anh. Bên tay là ngày gì? Hoa lung tung. Dạ ngày lễ tinh dân. Không lễ tinh dân hả? Con có bồ chưa? Chưa. Nhỏ lớn chưa có bồ luôn hả? Chưa. Ôi vậy làm sao chị đâu biết là mà đâu biết mùi bông hồng là gì đâu. Rồi nè thôi chú tặng con cái nha. Hy vọng là tặng cái này mở hàng cho con là sang năm con dẫn tới tóc nha. Dạ con cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú nhiều. Rồi sẽ tặng thêm. Nói chung là tặng sô-cô-la nữa. Ngày Valentine là ngoài bông hồng phải tặng sô-cô-la. Đã quên chưa tặng cho bà xã sô-cô-la. Rồi bạn sô-cô-la gì nè chú tặng con nè. Dạ. Một thỏi nè. Dạ con ăn sô-cô-la muối. Muối hả? Ồ đây muối. Muối còn đây không con? Dạ còn. Còn ở đây. À, đây. Lấy chú trả tiền sao nha. Dạ rồi ok. Ba để chú qua mình bánh mì đây ta. Hai đứa kia, hai cái con, chắc hai đứa kia.
này là của chị, các người tặng cho nấm với lại à, mình quên là mình có bán sô cô la nha các bạn. Các bạn nam nào mà cần mua sô cô la để ủng hộ cho, để tặng quà cho các bạn nữ Valentine, nhớ ghé cà phê Colorman nha, Colorman Coffee and Choco nha. Nè, con lấy cho chú cái Colorman sô cô la muối đi. Để chú hai thỏi này chú đi qua bên kia. Nè, con bỏ vô bao bên kia chú tặng thôi. Không, chứ nó bao bự dữ vậy. Xe con ha, dạ. Xe con ở dưới hả? Dạ, con đậu đằng trước. Con hết muối rồi. Còn có một loại muối với một loại cacao nếp nè. Dạ, ai nắm muối bên đây cacao nếp nha. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, thôi giờ chú chạy qua bên cạnh tiếp. Tặng món quà bất ngờ cho mấy... Bên đó còn hai bạn nữa, hai bạn nữa đúng không? Dạ. Hai đứa gái luôn. Chưa có bồ luôn. Chưa. Chắc không? Chắc. Riêng có bồ không được nhận nha. Cảm ơn chú. Bạn lấy tân vô, mới vô được ngày trở lại.
ra chỉ cần đúng giờ đó à, chỉ cần đúng giờ 8:30 là bảo đảm là ở ngay tại công ty là đông lắm, gái ế không à, 500 em là đều hết cho nên là dễ lắm. Không không không, năm phải làm lơ. Còn ngày 8 tháng 3 nữa nó dồn dập lắm quý vị các bạn ơi. Nay là giải quyết 5 cái bông này để mình làm một cái bằng chứng minh chứng rằng là tôi không phải đi mua bông để tôi tặng cho gọi là vợ nhỏ hay là tôi đi tặng cho nhân tình nhân ngãi gì hết, hiểu không? Mới giải thích được có 4 cái. Chào em nha, cảm ơn nhiều. Trời ơi. Không ra luôn. Nó bít cùng quá thì đâu có ra đâu. Cứ hết xui, giờ mình còn có một cái thôi. Ô, sớm vậy. Mới có mình em hả? Dạ. À. Ủa, hôm nay mặc đồ đẹp vậy? Dạ, đồng phục công ty á. Ồ, công ty hả? Dạ. À. Mình tưởng đi, tưởng nay mặc đồ đi chơi chứ. Nay Valentine có đi đâu không? Dạ không, anh ở nhà ngủ. Nhà ngủ hả? Tại sao hả? Chưa có người yêu hả? Dạ. Có người yêu chưa? Dạ chưa. Thiệt không? Dạ thiệt á. Đây là bạn Ngọc Lễ Tân nè. Lễ Tân của Điền Quân đó, cái gì bạn. Rồi nãy giờ mình đi là mình đã giải thích được cho 4 cái bông rồi, giờ còn cái cuối cùng. Là chưa phải không? Chắc chắn phải không? Rồi, chị người đó em tặng cái bông lấy hên. Nha. Tặng này là không coi như mở hàng đó, cho năm nay coi như nhiều anh sang năm mấy anh nhậm tới tóc nha. Là làm viên được nhậm 2 ngày này á. Được không? Thiệt luôn hả? Từ bé tới lớn luôn hả? Dạ. Thiệt không? Không tin luôn á, mọi người tin không? Rồi các bạn nám đâu? Đây rồi, sô-cô-la nữa nè. Đó. Nha, sô-cô-la muối. Ăn cho nó đậm đà nha. Dạ. Để gái. Lần đầu tiên nhận được sô-cô-la á, nhận được hoa ngày này luôn. Không tin luôn. Cái này là có duyên đúng không? Nãy mình chạy qua bên bánh mì. Xong cuối cùng gặp được một bạn bánh mì, mình chạy cùng tới cho đây. Thôi chúc anh ngày Valentine nay vui vẻ nha. Hy vọng năm nay sang năm đổi mới nha. Sang năm hy vọng sang năm là không phải sang năm là có người tặng nha. Chứ không, cái đó cũng nhiều tiền lắm á, 12 đô lận đó. 12.000. Nay bán ở ngoài chợ Bến Thành đâu người ta bán là một cái bông nhà 5 cái bông mỗi cái. Một cái bông lẻ chỉ 12.000. Mình đi mua mà mình cứ sợ người ta không bán bông lẻ rồi người ta chửi. Trời ơi, sư lạ vậy ta, không tin được luôn. Đó mà mọi người có tin không, ở công ty Điền Quân của mình là vậy đó. Khoảng gần 500 cô mà như vậy đó sao. Toàn là xinh xinh cỡ này không đó. Mà tình trạng giống như nhau hết. Cho nên là mình mới có ý tưởng là mình làm cái ế resort đó là vậy đó. Để sau này giải ế được đó hết. Ôi ôi. Vậy tiền đâu mua đủ bông vậy. Thôi im lặng nha. Cái clip này mình up trễ chút nha, để qua ngày mình up. Chứ không đắp ốc hôm nay là nguyên mấy trăm con bu lại rồi. Chắc cũng không có chợ nào giải quyết bông nổi đâu các bà con. Sáng anh mua đó. Sáng mua bông vậy nó mua gì, mua tới 5 cái cho 5 đứa nào. Con gửi tiền đi con. Cho chú gửi tiền đi con. Con gửi tiền đi con. Ta nói yêu nhiều quá cũng khổ mọi người ha. Đẹp không? Đẹp thiệt chứ bộ. Tự nhiên. Nè mẹ cũng có quà nè. Valentine nó mỹ phẩm đàng hoàng, mỹ phẩm của Pháp đàng hoàng nha. Okay. Không có mua, tự nhiên vô có người tặng luôn á. Ái mộ á. Ừ rồi. Anh An tặng. Anh An bảo vệ hả? Gan quá ha. Anh An bảo vệ tặng. Ngọc. Dạ. Yêu anh An vô nổi. Đẹp. Ủa nói anh vô vô vô. To cao lắm rồi. Nó vô liền. Ủa. Cho nên
trời? Ăn thêm bánh mì đó hả? Dẻo. Đúng trôn ăn. Ông nói là có người tặng ổng. Tặng cái gì? Ông nói có người tặng ổng mà ổng không có xài. Tại ổng là đàn ông. Cái mẹ nói thì anh em về cho vợ anh xài đi. Anh không có vợ. Mẹ nói nghe nè. Dạ. Cú lắm nhìn tình. Ủa sao tự nhiên mày tặng quà cho bà xã vậy? Dạ bởi vì em không có vợ với lại bạn tặng cho em á. Trời em cũng có vợ. Thì lượng ai đâu tặng, lượng ai em muốn cái ai tặng làm. Làm bó bông của tôi không ý nghĩa gì hết. Thất giá rồi. Dạ. Có ý gì không? Dạ không. Ủa không có vợ tiền hả? Ừ đúng. Ủa anh tưởng em có vợ chứ? Chưa vợ. Ủa vậy là ba cũng tưởng giống mẹ luôn hả? Ừ. Đó. À có vợ nhưng mà mới ly dị. Rồi thôi hôm nay ngày đang ngày vui đừng kể rồi nha. Okay. Nhưng mà thôi mình lựa ngày khác mình tặng nha. Dạ. Chúc kinh nghiệm nha. Dạ. Ừ. Mà tặng cho chị phải tặng cho anh luôn chứ. Dạ. Cái này nữ sai luôn á. Thì kiếm tay lại ba cũng nữ mà. Chứ nam là anh đang sốt rồi, anh đâu có cho mẹ. Để quý vị các bạn đang mình. Nhiều khi cũng cùng một ngày chúng ta mọi người thấy đồng ý không? Đó một ngày ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân, ngày Valentine's Day thì có những người rất là sung sướng giống như cô ấy. Sáng sớm ra có một ông chồng chở đi mua cho một bó bông, tặng bó bông rồi đi ngắm toàn cảnh Sài Gòn xong dắt đi ăn một tô miếng lương giòn ở Thanh Thảo. Đó trong khi đó dòm lại năm em gái kia chưa có em nào được nhận lần đầu tiên trong cuộc đời được nhận cái bông hồng. Rồi cộng thêm một ông kia nữa bảo vệ nữa. Vợ mới bỏ. Xong người ta tặng cái này. Hay gì tặng vợ thì giờ không có vợ tặng ai tặng cho vợ của sếp mình. Sai trái vô cùng. No, mẹ thấy rất hay nha. Nói đùa thôi nhưng mà thật sự để cho chúng ta thấy cũng trong một cái ngày đó, cũng trong một sự kiện đó. Nhưng mà mỗi một người một số phận. Và cái số phận của con em mọi người thấy rồi. Số phận gì? Nó sung sớm muốn gì đâu. Sung sớm quá, đúng rồi. Sáng dậy phải dậy từ rất sớm, ủi bộ đồ phải thật thỉnh thốn. Bình thường là đồ có người ủi sẵn, sáng nay phải ủi cái đồ áo hồng mặc cho nó đúng ý nghĩa. Rồi phải tính lên kịch bản, lên planning trùng lung hết. Đó. Kịch bản, ai mượn. Lên đi. Thôi, mượn. Mong rằng là hai cái video, những cái video trong ngày hôm nay của Colorman cũng chỉ một mục đích duy nhất để cho mọi người thấy rằng là đó, ngày lễ hay là một cái ngày, đặc biệt là những ngày có sự kiện thì Colorman phải như thế nào, Colorman đối phó với ngày lễ tình nhân như thế nào? À thì là đối phó. Và quý vị các bạn ơi, các bạn nhất là các bạn nam á, các bạn cũng phải như mình nhé. Cái này là mình coi như là mấy hơn cả chục năm rồi, cho nên biết nhau rồi mình mới nói, chứ còn lúc đầu mình không biết đâu, toàn là chiêu không. À, nói gì nói, cuộc sống ta vẫn cần những cái giây phút nó hơi lãng mạn một chút xíu, nó hơi trữ tình một chút xíu, chứ còn nếu không thì cuộc sống cứ quanh đi quẩn lại. Đi làm xong rồi đi về ăn xong ngủ xong lại đi làm để kiếm tiền, như vậy cuộc sống chán lắm, chẳng có gì thú vị, chẳng có gì thi vị hết. Đến đây thì Khanh xin chào tạm biệt quý vị các bạn nha, hy vọng mọi người vui và chúc cho những ai mà chưa có người yêu là sang năm sẽ nhận bông hồng tới tóc. Đó. Và cũng xin chúc cho những ai mà đã có người yêu rồi thì sẽ gặp được một cái người yêu thật sự là rất là chân tình, thật sự là rất là chung thủy và rất biết quan tâm đến mình. Một năm có 365 ngày, đàn ông chúng ta chỉ cần thể hiện 2 ngày thôi, đó là ngày thứ nhất, ngày 14 tháng 2, ngày thứ hai là ngày 8 tháng 3, nó cũng gần kề rồi. Rồi, anh em nào trốn được thì mình trốn đi du lịch hay trốn đi công tác xa luôn ha. Tại 2 ngày nó kề gần kề quá. À quên, còn một ngày. Ngày 20 tháng 10 nữa. Mẹ ơi, không biết từ lúc nào có tới 3 ngày dành cho phụ nữ vậy. Tôi nhớ ngày xưa là chỉ nhớ tới ngày 8 tháng 3 là đã thấy muốn xỉu rồi. Tự nhiên sau này cái rộ lên cái phong trào 14 tháng 2 rồi thôi cũng mệt mệt rồi. Giờ tiếp tục ngày 20 tháng 10, nhưng mà thôi khoảng cách giữa ngày 8 tháng 3 và ngày 20 tháng 10 nó còn hợp lý đi. 14 tháng 2 có hơn có 3 tuần nữa là tới 8 tháng 3 nữa. Quà nào chịu nổi, thứ nào chịu nổi. Tôi chưa biết là 8 tháng 3 này tôi sẽ làm gì ở công ty. Công ty mà để quá ấy nhiều quá bây giờ. Điều đó chứng tỏ là đàn ông vô tâm với phụ nữ quá, cho nên phải có những ngày đó để giúp đỡ người đàn ông. Đúng rồi. Quá vô tâm. Do you think so? I don't think so. Sáng chị về sớm luôn. Chưa kịp make up luôn mọi người. Mặt trắng
giọt ra. Mày có đèn tặng mỹ phẩm. An ơi, em gan lắm đó em. Em ghim cái này ra. Anh An ơi, em thích lắm nha anh An. Yeah.